Mời các bạn nghe chuyện Những câu chuyện tâm linh của tác giả Tuấn Điên qua giọng đọc của Thanh Mai Bà mình mất cuối năm 2013 Hưởng Dương được 62 tuổi Bà bị bệnh sỏi thận vì bà giấu kín cho nên là cả nhà biết thì không cứu được nữa Hôm ấy là buổi chiều trên bệnh viện cậu mình điện về là ở nhà chuẩn bị lo hậu sự cho bà Lúc ấy bà vẫn sống nhưng mà trong thể thực vật vì là bà mình cũng theo đạo phật với các già ở trong xóm cho nên khi nghe bà sắp mất đông người lắm đến thăm hỏi với động viên gia đình trong đấy có một ông cũng gọi là bô lão trong làng ông tên là thờ đứng bấm tay một lúc rồi gọi bác mình với mấy anh em trong nhà nói là không thể mất vào ngày này được hôm nay bị trùng tang rất là nguy hiểm nói thật chứ ngày cưới còn hoãn được chứ ngày chết ai có định được đâu không biết là chỗ các bạn thế nào chứ ngoài mình nếu đúng ngày trùng tang thì là sau khi hạ huyệt một tuần người nhà lên chùa nhờ làm cái lễ giải hạn gọi là cắt trùng tang bác mình cũng nói như vậy với ông kia nhưng ông ấy bảo làm vậy vẫn không yên tâm phải cố gắng kéo dài thời gian sang ngày hôm sau đoạn ông quay sang nói với bà mợ tức là vợ của ông cậu mình là khẩn trương làm một mâm cơm cúng gà lợn xôi giò với lại một bát hương một nắm muối hạt sau đấy ông quay sang bảo với bác mình đi tìm trong xóm xem là nhà ai có nuôi con chó mực bốn mắt, tức là trên mi mắt có hai cái khoang trắng không, thì mượn họ một hôm. Mọi việc ở nhà cứ để ông ấy lo liệu. Đến tầm 8 giờ tối, thấy bà mình có dấu hiệu nguy kịch. Ông hô hào mọi người khẩn trương dọn cơm mâm cơm cúng ra ngoài sân, rắc muối hạt từ ngõ đến mâm cơm. Còn đông thì chạy vào trong lấy một quả trứng với lại một bát gạo, một đôi đũa. Đúng như có người chết, có bát cơm cắm đũa lên rồi kẹp quả trứng vào xong ông mới chạy ra ngoài dán tấm bùa lên giữa lối ra vào nhà mà chả biết là loại bùa gì thấy ông ấy bảo là bùa trấn yêu ông ấy mới quay sang thì vẫn thiếu con chó mực bấy giờ cả nhà mới cuống cuồng cả lên thì đúng lúc ông bác dắt về một con nhưng mà con này không có bốn mắt ông kia nói là cũng được không sao vì chó mực nó rất thính ma quỷ rồi ông vào trong nhà đặt quả trứng lên chiếc đũa cắm sẵn vào bát gạo mà lạ sao quả trứng sống để lên được cây đũa nó đứng im luôn. Cứ thế cả nhà mới hồi hộp chờ đợi, đến đâu tầm 10 giờ đêm, bà mình thức cứ, cứ càng ngày càng yếu dần. Mấy người chuẩn bị thay quần áo cho bà nói là chân tay bà lạnh ngắt rồi nhưng bà vẫn thở được. Rồi khoảng 10 phút sau, bỗng con chó mực nó sủa ngậu lên inh ỏi. Ông thờ mới chạy ra sân, hô mọi người tản ra khỏi vị trí đặt mâm cơm cúng, ra hiệu cho mợ mình thắp ba nén hương trên mâm cơm lúc này Ai à, cũng hoảng hốt lắm Người thì chạy xuống bếp Người thì núp trong nhà nhìn ra sân theo dõi Mà con chó nó kỳ thật Sủa càng hăng Báo hiệu có điều gì sắp đến Ông thờ lùi lại đúng vị trí giữa nhà Rồi lẩm bẩm tụng kinh Bên ngoài sân thì tự nhiên xuất hiện luồng gió lạ Cứ quật vòng quanh sân Giống như một cơn lốc xoáy vậy Xoáy đến mâm cơm Thì nó dừng lại đứng yên một chỗ Mà ngoài trời thì yên ắng Không có tí gió nào cả sự việc diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, để khi bà nén hương trên mâm gần tàn thì đồng hồ chuẩn bị điểm 12 giờ đêm. Bỗng quả trứng ở trên chiếc đầu đũa xoay tròn, không ít người có mặt trong nhà có một phen sợ hãi. Mấy người hàng xóm sang giúp thì bị ngất lăn ra đấy. Quả trứng cứ xoay tròn trên cái đũa tầm được 3 phút thì đồng hồ điểm sang ngày mới. Giờ đoạn chú hát là em rẻ của mẹ mình mới thốt lên. Bà đi rồi! Đúng lúc quả trứng đang xoay Rớt bịch xuống đất vỡ tan Ông thờ mới ngồi thụp xuống đất toát mồ hôi nhễ nhại Ông thều thảo nói là Cuối cùng cũng vượt qua Mọi người trong nhà ai đấy ngạc nhiên Chưa hiểu là ông thực hiện cái lễ gì Trong xóm mình Thì chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như vậy cả Thế là ông mới giải thích Như thường lệ nhà nào sắp có người mất Thì sẽ xuất hiện hai tay sai của Diêm Vương Là hắc bạch với vô thường Đến đi bắt hồn cho nên mới cần con chó để báo hiệu xem khi nào chúng xuất hiện để chuẩn bị mâm cơm ấy là dùng để nhử chúng đến ăn nhằm kéo dài thời gian vì đã được dán bùa ở cửa nhà cho nên hồn bà mình chưa thoát ra được mà lá bùa cũng không cầm cự được lâu quả trứng là báo hiệu lúc hai tên tay sai kia vào bắt hồn ai không tin thì cứ đến kiểm tra mâm cơm xem có gì khác không phía trong nhà một số người lại thay quần áo tắm rửa cho bà vài người hiếu kỳ thì đến mâm cơm xem có gì thay đổi thật không thế là anh ép mới thốt lên ơ sao lại thế này được nhở cơm với lại thức ăn thiêu hết cả rồi vừa mới làm xong nóng hổi thế kia mà ông thờ đứng trong nhà nói vọng ra đấy tôi bảo mà hai tên kia đã ăn hết hồn thức ăn rồi cho nên thiêu là phải thôi công nhận lần đầu tiên chứng kiến cách làm lễ ma quái cho nên không ít người run sợ Hôm sau chôn cất bà xong cả nhà về làm lễ Trong 49 ngày luôn phải làm cơm cho người mới mất Cả nhà đàn đứng trước bàn thờ của bà mời bà về ăn cơm Thì cậu mình lúc với cậu chống gậy đứng trước bàn thờ bỗng kêu lên Cái gì thế này? Tay cậu lúc ấy rung mạnh lắm Không phải là tay rung mà là do tác động của chiếc gậy cậu cầm trên tay Khiến cho cậu sợ quá cậu buông ra Chiếc gậy rung một hồi cứ lắc lư hai bên đoạn nhấc lên rồi lại gõ kịch xuống nền nhà cứ mấy cái liên hồi như thế. Ông thờ ngoài sân thấy thế chạy vào, một tay ông chụp đầu cây gậy ấn xuống. Lúc này cây gậy bỗng dần dần cong veo, như có ai đang bẻ vào ấy. Cho nên là mình không tin có sự tác động của ông thờ lên chiếc gậy. Ông thờ mới chỉ vào cây gậy. Em có điều gì ẩn khuất hay thiếu thốn, cứ báo mộng về cho mọi người biết, đừng làm thế con cháu nó sợ. Mà vừa dứt lời cây gậy nó ngưng hoàn toàn, Ông thở bỏ tay ra Cây gậy rơi xuống nền nhà Mình đoán chắc chắn lúc đấy Hồn bà nhập vào cây gậy này Thế là y như rằng tối hôm ấy Mẹ mình mơ thấy bà về trách Sao không cất cái gương treo trước cửa nhà Gương bắt quái Để thỉnh thoảng bà về thăm con cháu trong non nhà cửa Để ở đấy có người đứng trước cửa Cầm giáo đuổi bà Không cho bà đi vào nhà Bà mới nhập hồn vào cây gậy theo cậu Thì mới được vào trong nhà Thế là sáng hôm sau mẹ ra báo với cậu Cậu cũng nói là mơ giống hệt mẹ Rồi cậu cầm gương cất đi luôn Chắc là bà mới mất Nên vẫn lưu luyến con cháu cho nên chưa đi được Tôi đấy thằng cu em mình Tức là con ông cậu của mình Thấy có con chim lạ bay trước nhà Nó bác súng cao su ra bắn Nó đuổi đi Đêm đấy đang ngủ bỗng cậu mới nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài Lúc ấy hơn 12 giờ đêm Lọ mọ dậy xem Thì tá hỏa khi thấy có người đang quỷ trước bàn thờ Tay cứ vả vào miệng liên tục Bật đèn lên phát hiện ra là con trai cậu Lúc này mặt mũi của em mình thâm tím Máu mồm thì chảy đầy Sốt sắng cậu mới chạy ra can ngăn mãi cũng không được Nó cứ lăm lăm nhìn lên ảnh bà mình Miệng lẩm bẩm là con sai rồi Lặp đi lặp lại mãi Cậu mới gọi cho mẹ mình với dì xuống nhà gấp Mình cũng theo xuống đến nơi Thấy cậu mợ đang khóc lóc Chưa kịp hiểu chuyện gì Thằng cô em mới thấy mẹ mình vào Thì chạy ra ôm rồi khóc rằng Mẹ nhớ con nhớ cháu về thăm Mà chúng nó lấy súng đuổi mẹ đi Lúc này cậu mới vỡ lẽ Thì ra bà hiện hồn và con chim bay về nhà Rồi cậu mới đến thắp hương cho bà rồi khấn Mẹ cũng lại khấn Rồi xin bà tha cho thằng cũ em Được một lúc nó tỉnh lại Mồm cứ kêu đau Rồi kể đang ngủ thì mơ thấy có người đứng bên cạnh Cứ lấy tay tát vào miệng Mà không sao né được cứ đứng im chịu đòn Cậu mới gọi nó lại rồi giải thích Nghe xong cô cậu sợ vãi đái cả ra quần rồi đến bàn thờ xin lỗi bà dối rít Thế một tuần thì cậu lên chùa Làm lễ cắt trùng tang cho cả nhà Dù là ông thờ đã làm lễ Nhưng để an tâm thì vẫn phải lên chùa cắt trùng tang Còn từ lúc đấy đến 49 ngày Xảy ra chuyện gì nữa Để qua cái tháng này mình kể cho mọi người nghe Các bạn thân mến Những câu chuyện tâm linh của tác giả Tuấn Điên ngày hôm nay cũng đã kết thúc Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Các bạn thính giả đang nghe chuyện Giấc mơ người tử tù trên kênh chuyện ma có thật .net tác giả Mr Mouse mời các bạn lắng nghe. Đây là lần đầu tiên mình viết một câu chuyện do chính một người anh ngày xưa ở cùng mình kể lại. Sau một thời gian, phân vân, có nên viết chuyện lên đây cho mọi người cùng thưởng thức hay không? Mình đã lấy đủ can đảm để viết câu chuyện này. Mùa đông năm 2013. Tình cờ trong trại giam ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mình quen được anh. Vì tuổi trẻ bồng bột, không suy nghĩ. Nên hai anh em dù không quen biết, nhưng đều có chung một tội. Là gây dối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Mình bị tòa xử đi hai năm. Còn anh là sáu năm rưỡi. Giờ không biết anh đã về chưa. Nhưng cái phòng tạm giam hôm đó. Anh tên Quân, còn mình tên Linh. Trong buổi tối hôm đó, anh nói với mình là ngày mai anh em mình lên xe thùng chuyển trại rồi, không biết bao giờ mới được về với xã hội. Dù biết đi vài năm chính như một giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Và rồi hôm đó anh đã tâm sự với mình một câu chuyện mà trước đó anh đã từng đi trại một lần và đọc bức thư cuối cùng của một người tử tù viết lại cho cả trại. Người tử tù có tên sau đây, đã bị tử hình và để lại bức thư ngắn kinh dị. Anh ấy tên là D, quê ở Hải Phòng, nhưng gây án ở Hà Nội. Anh bị tòa kết án tội giết người cướp tài sản. Tuyên phạt anh mức án cao nhất là tử hình. Vì câu chuyện cách đây 3 năm, trải qua bao biến cố cuộc đời nên em mình không nhớ rõ, chỉ kể qua loa cho mọi người xem xét. Sau một thời gian dài anh D bị tạm giam, cách ly riêng biệt với tù nhân khác chỉ đợi vài hôm nữa, anh sẽ bị đưa ra phòng tiêm thuốc độc. Hôm đầu tiên của ngày hạn, sắp tử hình, anh khóc nhiều lắm. Xin các cán bộ cho viết thư, gọi điện về nhà và xin lỗi bố mẹ. Anh khóc nhiều đến nỗi, cán bộ phải cho anh lên trạm xá của trại để nghỉ dưỡng, vì anh sốt nặng do suy nhược cơ thể. Từ ngày vào đây, anh có thiết tha ăn uống gì? Trưa hôm đó, trong giấc mơ chập chờn anh mơ thấy một người con gái xinh xắn nhưng lại mặc áo phạm nhân giống như anh đi đến bên hỏi anh anh là ai mà tại sao lại nằm trên giường bệnh của em anh ấy luống cuống trả lời xin lỗi tôi có biết gì đâu quản giáo đưa tôi đến đây trước cô cô gái không nói chỉ nhìn anh một lúc rồi nói tiếp rằng chắc anh ốm nặng lắm phải không anh có uống nước không em đi lấy cho anh anh đề chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu nói rằng Tôi sắp đến ngày hết đời người rồi Không muốn ăn cái gì cả Cô gái chỉ nhìn anh khẽ nói rằng Anh đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa Nếu anh có khó khăn hay bế tắc trong cuộc sống Cứ gọi em Em giúp đỡ anh Và rồi cô gái khẽ quay đầu mỉm cười Bước ra khỏi cửa Anh cố ý ngoái đầu nhìn theo rồi nói rằng Phải chăng cô tên gì Tôi vẫn chưa biết tên cô Cô gái liền trả lời Một giọng nói dù đang cách xa gần chục mét Nhưng anh vẫn nghe rõ một một như bên tai Tên em là Thu Hương anh nhớ Còn anh Anh đáp với theo Anh tên là D Ở đội 2 Một lúc sau anh bừng tỉnh Ú ớ không thành lời Dường như muốn gọi tên cô ta Nhưng anh không thể nào hé môi ra được Sau một lúc vì tiếng ồn trong phòng có thêm một bệnh nhân được quản giáo đưa vào. Anh tỉnh giấc, quay ra hỏi một người phạm nhân cũng ốm như anh, đang ngồi đọc báo ngay cạnh bên giường. Này ông gì ơi, cho tôi hỏi, có phải nãy có một người con gái mặc áo phạm nhân đi vào đây không? Anh kia trả lời rằng, ông bị mơ ngủ à, tôi thức từ sáng tới giờ làm gì có ai. Với cả nếu có người con gái vào thì phải có quản giáo đi cùng chứ. Ông quên đây là trạm xá dành cho phạm nhân nam à. Con gái vào được đây thì có mà loạn. Anh đề liền đổ mồ hôi hột. Chả nhẽ mình đang mơ ngủ sao? Không thể nào. Nếu mơ ngủ, không thể nghe và nhìn được chính xác mặt cô gái đến vậy. Anh chép miệng một cái tự nhủ. Ôi dào, mình sắp chết đến nơi rồi. Dù cô ta là người hay ma quỷ, thánh thần gì đi nữa, mình cũng chẳng quan tâm. Trước sau gì cũng về với đất cả thôi. Qua vài ngày sau, anh đề đã khỏi hẳn cơn sốt, anh được đưa trở lại phòng tạm giam. Nhưng sức khỏe anh thì càng ngày càng tệ. Vì từ ngày ở trạm xá về buồng giam, một mình anh không muốn ăn uống gì. Anh biết chỉ còn hai ngày nữa mình sẽ bị rời ra thế giới này mãi mãi. Đêm thứ nhất anh nằm trong buồng, anh cứ ngồi khóc khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người bị hại. Chỉ vì chút nóng giận anh đã nhẫn tâm đâm một mũi dao xuyên thủng lồng ngực, khiến người đó chết tại chỗ. Anh ân hận, không biết phải làm sao để có thể mong linh hồn gia đình người đó tha thứ. Rồi suy nghĩ mãi khiến anh mệt mỏi, anh ngủ lúc nào không hay. Sang ngày thứ hai là ngày cuối cùng anh sống trên cõi đời. Vì anh biết mai mình sẽ bị bịt mắt đưa ra pháp trường. Tuy rằng không bị súng bắn như ngày xưa, nhưng nó lại là một liều thuốc tiêm ba lần cho dây thần kinh con người tê liệt rồi từ từ chết hôm đó có mấy chú quản giáo nhìn cũng nhiều tuổi rồi quản giáo ở đây gọi là công an trong trại giam ấy dù người công an đó ít tuổi hơn mình vẫn phải gọi người ta là quản giáo mình sợ có nhiều bạn không hiểu cách gọi rồi quản giáo bước đến buồng tách ly phạm nhân tử tội như anh mang vào một mâm xôi gà Giò trả chai rượu Bao thuốc ấm chè nữa Đây là ân giá cuối cùng cho một người tử tội Được ăn uống đầy đủ Giống như một người bình thường ngoài xã hội Để rồi ngày mai anh ta nhận hình phạt thích đáng Cao nhất từ pháp luật Nhìn vào mâm cỗ bầy trước mặt Anh đê không cầm được nước mắt Khói mắt anh cay dần Bỗng anh khóc như một đứa con nít Gào lên bố ơi mẹ ơi Con sắp đi rồi Con xin lỗi vì đã không phụng dưỡng được bố mẹ, còn đáng chết. Suốt từ sáng đến chiều tối anh vẫn không ăn uống gì. Anh chỉ cầm chai rượu tu lấy vải hơi, lại châm điếu thuốc, thở khói lên không trung. Anh ngồi ôm đầu, và rồi lại khóc. Anh cứ thế ngồi khóc mãi, đến khi anh ngủ thiếp lúc nào không hay biết. Trong giấc chiêm bao, anh thấy một người con gái hôm trước đẩy nhẹ cửa buồng, tiến đến bên anh hốt hoảng mà nói không ổn rồi anh ơi anh đi ngay theo em người ta sắp đưa anh đi xử tử rồi đấy anh đê mặt tái mét bỗng run run nói rằng sao em biết anh sắp bị đi xử tử cô gái đáp rằng em thấy người ta dán cáo thị với căng bạt làm lễ xử có tên anh ở đó lúc này anh đê như người mất hồn mặt cắt không còn giọt máu tay anh ủ đi bỗng cô gái véo nhẹ tay anh và nói rằng không còn điều thời gian đâu nếu anh tin tưởng em sẽ dẫn anh ra khỏi đây chúng mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai ta anh đồng ý không anh đê chợt bừng tỉnh và nói thế giờ anh phải làm như thế nào cô gái tên hường nói rằng anh cứ nắm tay em nhắm mắt lại em sẽ đưa anh ra khỏi đây anh đồng ý chứ anh ấy khẽ gật đầu nhắm mắt lại bỗng sẹt một tiếng cảm thấy như người mình lơ lửng gió đang thổi vào mặt anh hỏi nhỏ rằng hương ơi anh mở mắt được chưa hương khẽ nói nhẹ giọng anh mở mắt ra đi anh khẽ mở từ từ mắt anh bỗng giật mình vì cảnh tưởng anh tưởng chừng không bao giờ có thể thấy nó anh và hương đang ngồi trên chiếc xe đạp từ bao giờ đang đi băng qua các dãy núi và đồng ruộng hương khẽ mỉm cười quay đầu nói rằng chúng ta đã thoát khỏi nơi giam giữ đó rồi từ giờ anh sẽ được tự do anh khẽ ôm vòng eo hát dụi vào lưng và nghĩ không biết đây là mơ hay thật nhưng mà kệ thoát được kiếp ngục tù là anh vui rồi chỉ trong phút chốc hát đã đưa anh đến một ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồng và nói rằng từ giờ em và anh sẽ là vợ chồng anh có đồng ý không đây là nhà của hai ta ánh mắt anh toát lên vẻ dịu hiền nhìn hát và nói em đã cứu anh Ơn này cả đời anh trả không hết Anh nguyện ở đây chung sống với em suốt đời Hát khẽ nhìn anh trìu mến nói rằng Vậy chúng mình cưới nhau luôn bây giờ anh nhé Anh gật đầu đồng ý Từ lúc nào Hương đã đưa tay và tay anh Hai đôi nhẫn cỏ rồi nói Vật chất em chả có gì Nhưng có hai cái nhẫn cỏ Anh cứ xem như là nhẫn cưới của ta Anh khẽ ôm hát vào lòng Hôn lên chán và nói không sao em à Chỉ cần được bên cạnh em suốt đời là anh vui rồi Anh liền đeo cho hát một chiếc nhẫn Cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô Và hát cũng trao nhẫn cho anh Từ đó trở đi anh với hát chung sống hạnh phúc bên nhau Được một thời gian dài Rồi cái gì đến cũng đến Ít tháng sau Hát sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh Anh liệt đặt tên cho con Là Nguyễn VK nhưng có điều lạ lùng ở đây Từ khi cưới đến giờ Cô cấm anh không được đi xuống khu dân cư đang sinh sống gần đây Vì lý do người nhà em hung dữ Em đã bỏ nhà cứu anh lấy anh Nếu bố mẹ em biết họ giết em và anh mất Nhưng kỳ lạ hơn Cô chỉ xuất hiện vào lúc 8 giờ tối Đi đâu mất từ 5 giờ sáng Khoảng thời gian qua Anh cố gắng gặng hỏi Thì Hương chỉ nói Gần đây nhà bạn em bạn em làm thợ may nhưng giờ giàu có nên dây giường thuê người anh cứ ở nhà chăm sóc con trồng rau cơm nước nghe em đi làm em kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống cho gia đình mình anh ngậm ừ coi như không có gì cuộc sống với anh thế này quả là quá hạnh phúc nhưng cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra và một hôm đẹp trời gần rằm tháng 8 buổi trưa nắng dịu gió mát thằng bé con vẫn ngủ say sưa trong giấc nồng Tính anh lâu ngày tò mò tự nhủ rằng, không biết dưới khu dân cư đang sinh sống kia, cuộc sống của họ có vui vẻ hạnh phúc như mình không. Hôm ấy là một ngày định mệnh, chỉ vì bản tính tò mò, anh không nhớ được lời khuyên can của vợ. Anh một mình đi xuống dưới khu dân cư. Anh đang đi bình thường ngắm nhìn nhà cửa, bỗng chốc anh rẽ vào một khu chợ đông đúc. Anh tự nhủ, hôm nay mình phải quyết định mua thức ăn về. Và tự nấu cho vợ với con một bữa ăn cũng được Đã hơn năm rồi Anh chưa đi chợ búa lần nào Anh đang đi trong lòng đầy cảm xúc Nỗi nhớ quê hương ra diết Bỗng một người gọi to Ê cậu thanh niên Số cậu sắp chết rồi đấy Anh hoảng hốt đưa mắt ngoái lại nhìn người đó Ngay lập tức một cụ già tầm 70 hay 80 tuổi gì đó Bảo anh lại quán giả ta có việc quan trọng muốn nói Hóa ra quán của già là một quán của một ông thầy bùa. Xung quanh quán, toàn bán mấy vật dụng như bùa, kính bát quái vân vân. Ông cất tiếng nói ôn tồn bảo rằng Cậu đưa tay đây, ta sẽ mạch cho. Không lấy tiền đâu mà sợ. Anh liền đưa tay cho ông thầy bắt mạch. Được một lúc ông ngước lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh rồi thở dài nói rằng Cái số cậu thiệt khổ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết gì cậu có biết người cậu mang đầy âm khí không dương khí sắp hết rồi cậu biết không anh hoảng hốt hỏi thầy là là sao hả thầy ông thầy liền nói rằng cậu không sống quá hôm nay được đâu nhưng thôi ta làm phúc cho cậu ông từ từ nói tiếp cậu có biết hiện tại cậu đang sinh sống với một người mà không phải là người không anh tức giận nói lớn, "Sao ông có thể nói thế được? Vợ và con tôi ở nhà, không phải là người thì là cái gì?" Ông thầy đáp, "Đúng vậy, vợ và con anh không phải người, đó là hồn ma." Anh giữ người như chết điếng đi. "Ông, ông nói cái gì cơ?" Ông thầy đáp, "Tin tôi đi, nếu cậu không tin, tôi đã có cách giúp cậu. Tôi đưa cậu ba thứ này về nhà kiểm chứng." nếu đúng như tôi nói cậu phải bắt ngay con ma đó lại ông thầy đi vào nhà mang hai vật dụng nói tiếp đây là kính bát quái được yểm bùa còn đây là nước thánh nhưng trước mắt tôi chỉ đưa cho cậu hai cái này để thử nghiệm đó là hai tàu lá chuối xanh gì mới cắt ông nói thêm cậu mang cái này lót dưới chiếu giường nằm của hai vợ chồng cậu một cái lá để bên cậu một cái lá để bên vợ cậu nếu là người nằm lên một đến hai đêm Tức khắc lá chuối sẽ héo Nhưng là ma lá chuối xanh y nguyên Không héo đâu Cậu về thử đi Có gì cậu quay lại đây tôi giúp cậu Cả chiều hôm đó Anh như người mất hồn Anh trở về nhà Và lại làm công việc nhà Cho con ăn Đến 8 giờ tối vợ anh về đến nhà Vợ thấy nét mặt anh không vui vẻ như mọi lần Cô nghĩ chắc là do anh mệt hoặc lại ốm nhẹ gì đấy. Nên cố gắng bắt chuyện với anh. Anh gật ừ rồi thôi. Tối đến anh lấy lý do mệt ngủ trước. Thực ra anh không ngủ. Chỉ nhắm mắt hờ, xem cử chỉ của vợ mình. Rồi anh bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Đồng hồ, điểm 8 giờ sáng. Anh quảng tay sang bên cạnh, không thấy vợ đâu. Anh tò mò chạy quanh nhà xem vợ có nhà không. Vẫn đi mọi hôm, sáng sớm không thấy. Anh vội vào chiếc giường lật lên thì hỡi ôi. Anh không thể tin vào mắt mình. Hai chiếc lá chuối ông thầy đưa hôm qua. Một chiếc của anh đã héo. Còn lại cái của vợ anh. Sạch nguyên y như lời ông thầy nói. Anh như người chết đứng. Mãi một lúc sau. Tiếng con anh khóc rẽ lên đòi ăn. Anh chạy vào cho con ăn. Rồi tức tốc chạy xuống chợ. Gặp lại ông thầy. Nói những gì mình đã làm. Ông thầy khẽ nhíu lông mày suy tư trầm ngâm nói rằng Đã đến lúc chính cậu phải ra tay Với người đang ăn ở Chung sống với cậu hơn năm nay rồi đấy Ông liền dúi vào tay anh hai thứ Mà hôm qua ông nói với anh Chính là chiếc kính bát quái Và nước thánh ông dặn Nếu có gì sơ suất Hãy chiếu thẳng kính bát quái vào người cô ta Cô ta hiện nguyên hình Sau đó cậu hãy dùng nước thánh lâu năm của ta yểm bùa hất lên cô ta Tức thì cô ta biến mất ngay lập tức Cầm hai vật trên tay Từ chợ về nhà Anh suy nghĩ Vừa giận vì lý do Người vợ chung sống với mình hàng năm trời Đã không nói ra sự thật Còn giấu anh Anh thương vì cô là cô gái đã cứu anh Và anh đã chót yêu cô Tối hôm đó anh không màng cơm nước Với cho con ăn như mọi hôm Anh ngồi thử ra trong góc nhà Chỉ muốn lúc sau Vợ anh đã về đến nhà và gọi rằng Chồng yêu của em đâu rồi Anh vẫn không trả lời Cô gọi hai ba lần vẫn im bặt Bớt chợt cô nhìn thấy bóng tối Thấy anh ngồi thu lưu một góc Đứa con thì nằm khóc vì đói Cô tức giận quát anh Anh làm cái gì mà giờ này không cho con ăn hả Anh làm gì mà em gọi không trả lời Đáp lại lời nói của cô Anh sẵn giọng Cô im đi Từ trước tới giờ cô nói dối tôi như thế đã đủ chưa tôi là trò đùa của cô hả cô gái sầm mặt lạnh nhạt nói rằng anh đã biết sự thật rồi hả anh đáp đúng vậy nếu tôi không tự tìm hiểu chắc tôi bị cô lừa gạt suốt đời có khi còn chết trong tay cô nữa cô đáp anh nói cái gì anh đừng có quên chính tôi là người cứu anh khỏi nhà tù và còn chấp nhận làm vợ anh chả có lý do gì mà tôi lại muốn giết hại anh cả được cô cứ cãi đi Tôi sẽ cho cô biết sự thật luôn bây giờ Tay anh đang lầm lầm chiếc kính bát quái Lọ nước thánh chỉ về hướng người vợ Mà anh từng yêu thương Cô nói Anh được lắm Anh đã không nghe lời tôi Còn dám xuống dưới khu dân cư gặp lão già chết tiệt phản bội tôi Coi như tôi và anh kiếp này không còn duyên nữa Anh sẽ phải trả giá đắt Khi không nghe lời tôi Cô gái cười to giản dụ nước mắt anh vẫn thẫn thờ nhìn vợ không biết tính sao bỗng chốc cô ta rú lên vồ lấy đứa con hất lên không trung anh hốt hoảng chạy lại đỡ như không kịp đứa con của anh và cô rồi đánh bịch xuống nền nhà máu loang thành vũng anh đền dại như một con thú hoang gào lên rằng sao cô dám giết con của chúng ta cô cười to nói với giọng lạnh tanh chính anh là người không nghe lời tôi anh đáng phải nhận kết cục như thế Chính anh là người muốn giết mẹ con tôi mà Rồi cô ta vồ lấy toàn bóp cổ anh Anh bỗng giờ chiếc kính bát quái soi thẳng vào người cô ta Cô ta như một con thú hoang Trúng mũi tên Gào rú đau đớn Trước mắt anh không phải là thu hương Không phải là một người vợ anh từng yêu thương nữa Mà là một bộ xương trắng ẩn Mái tóc dài Anh kinh hãi nhìn cô ta Cô ta nhìn anh nói rằng đủ phản bội không nghe lời Ngươi chết đi, sau đó cô ta cười Điệu cười ma quái khiến anh sờn tóc gáy Anh như người chợt tỉnh giấc Anh liền mở nắp lọ nước thánh Hất thẳng vào người cô ta Bỗng cho cô ta gào rú co quắp mình bốc cháy Biến thành cho bụi bay theo cơn gió Dòng xuôi mọi sự việc anh khụy xuống Khóc hét to rằng Trời ơi sao con lại khổ thế này Trong giây phút đó Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt có tiếng mở khóa buồng nói rằng đã đến giờ tử hình mời phạm nhân đê bước ra thi hành án cùng lúc ấy hơn chục người chiến sĩ công an còng tay còng chân anh lôi đi vừa đi anh vừa nghĩ giá như mình nghe lời thu hương chắc có lẽ sẽ không bao giờ phải chấp nhận cái ngày hôm nay mình đã có một giấc mơ đẹp rồi và trước khi chết chính anh là người đã viết lại câu chuyện có thật như trên câu chuyện của mình đến đây là hết mình chỉ nói lại những lời mà người anh đó kể mình nghe mình không biết như thế nào nữa nhưng để tôn trọng tác giả của câu chuyện đã qua đời mình tin chắc đây là chuyện thật vì ở đời nhiều người tù chết oan lắm có người còn không có người nhà lên nhận xác nên chuyện hồn ma chị thu hương mình dám khẳng định có thật với cả một người sắp chết bao giờ họ cũng mơ thấy những người quá cố rủ mình theo Mời các bạn nghe chuyện Những câu chuyện tâm linh của tác giả Tuấn Điên qua giọng đọc của Thanh Mai Bà mình mất cuối năm 2013, hưởng dương được 62 tuổi Bà bị bệnh sỏi thận vì bà giấu kín cho nên là cả nhà biết thì không cứu được nữa Hôm ấy là buổi chiều, trên bệnh viện cậu mình điện về là ở nhà chuẩn bị lo hậu sự cho bà Lúc ấy bà vẫn sống nhưng mà trong thể thực vật vì là bà mình cũng theo đạo phật với các già ở trong xóm cho nên khi nghe bà sắp mất đông người lắm đến thăm hỏi với động viên gia đình trong đấy có một ông cũng gọi là bô lão trong làng ông tên là thờ đứng bấm tay một lúc rồi gọi bác mình với mấy anh em trong nhà nói là không thể mất vào ngày này được hôm nay bị trùng tang rất là nguy hiểm nói thật chứ ngày cưới còn hoãn được chứ ngày chết ai có định được đâu không biết là chỗ các bạn thế nào chứ ngoài mình nếu đúng ngày trùng tang thì là sau khi hạ huyệt một tuần. Người nhà lên chùa nhờ làm cái lễ giải hạn gọi là cắt trùng tang. Bác mình cũng nói như vậy với ông kia, nhưng ông ấy bảo làm vậy vẫn không yên tâm, phải cố gắng kéo dài thời gian sang ngày hôm sau. Đoạn ông quay sang nói với bà mợ, tức là vợ của ông cậu mình là khẩn trương làm một mâm cơm cúng, gà, lợn, xôi giò. Với lại một bát hương, một nắm muối hạt. Sau đấy ông quay sang bảo với bác mình Đi tìm trong xóm xem là Nhà ai có nuôi con chó mực bốn mắt Tức là trên mi mắt có hai cái khoang trắng không Thì mượn họ một hôm Mọi việc ở nhà cứ để ông ấy lo liệu Đến tầm 8 giờ tối Thấy bà mình có dấu hiệu nguy kịch Ông hô hào mọi người khẩn trương Dọn cơm mâm cơm cúng ra ngoài sân Rác bối hạt từ ngõ đến mâm cơm Còn ông thì chạy vào trong Lấy một quả trứng với lại một bát gạo, một đôi đũa Đúng như có người chết Có bát cơm cắm đũa lên Rồi kẹp quả trứng vào xong ông mới chạy ra ngoài dán tấm bùa lên giữa lối ra vào nhà mà chả biết là loại bùa gì thấy ông ấy bảo là bùa trấn yêu ông ấy mới quay sang thì vẫn thiếu con chó mực bấy giờ cả nhà mới cuống cuồng cả lên thì đúng lúc ông bác dắt về một con nhưng mà con này không có bốn mắt ông kia nói là cũng được không sao vì chó mực nó rất thính ma quỷ rồi ông vào trong nhà đặt quả trứng lên chiếc đũa cắm sẵn vào bát gạo mà lạ sao quả trứng sống để lên được cây đũa nó đứng im luôn. Cứ thế cả nhà mới hồi hộp chờ đợi, đến đâu tầm 10 giờ đêm, bà mình thức cứ càng ngày càng yếu dần. Mấy người chuẩn bị thay quần áo cho bà nói là chân tay bà lạnh ngắt rồi nhưng bà vẫn thở được. Rồi khoảng 10 phút sau, bỗng con chó mực nó sủa ngậu lên inh ỏi. Ông thờ mới chạy ra sân, hô mọi người tản ra khỏi vị trí đặt mâm cơm cúng, ra hiệu cho mợ mình thắp ba nén hương trên mâm cơm lúc này Hài cũng hoảng hốt lắm Người thì chạy xuống bếp Người thì núp trong nhà nhìn ra sân theo dõi Mà con chó nó kỳ thật Sủa càng hăng Báo hiệu có điều gì sắp đến Ông thờ lùi lại đúng vị trí giữa nhà Rồi lẩm bẩm tụng kinh Bên ngoài sân thì tự nhiên xuất hiện luồng gió lạ Cứ quật vòng quanh sân Giống như một cơn lốc xoáy vậy Xoáy đến mâm cơm Thì nó dừng lại đứng yên một chỗ Mà ngoài trời thì yên ắng Không có tí gió nào cả sự việc diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ Đến khi bà nén hương trên mâm gần tàn Thì đồng hồ chuẩn bị điểm 12 giờ đêm Bỗng quả trứng ở trên chiếc đầu đũa xoay tròn Không ít người có mặt trong nhà có một ven sợ hãi Mấy người hàng xóm sang giúp thì bị ngất lăn ra đấy Quả trứng cứ xoay tròn trên cái đũa tầm được 3 phút Thì đồng hồ điểm sang ngày mới Giờ đoạn chú hát là em rể của mẹ mình mới thốt lên Bà đi rồi ăn cái gì cả. Cô gái chỉ nhìn anh khẽ nói rằng, anh đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Nếu anh có khó khăn hay bế tắc trong cuộc sống, cứ gọi em, em giúp đỡ anh. Và rồi cô gái khẽ quay đầu mỉm cười, bước ra khỏi cửa. Anh cố ý ngoái đầu nhìn theo rồi nói rằng, phải chăng cô tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô gái liền trả lời, một giọng nói dù đang cách xa gần chục mét. Nhưng anh vẫn nghe rõ một một như bên tai Tên em là Thu Hương anh nhớ Còn anh Anh đáp với theo Anh tên là D Ở đội 2 Một lúc sau anh bừng tỉnh Ú ớ không thành lời Dường như muốn gọi tên cô ta Nhưng anh không thể nào hé môi ra được Sau một lúc vì tiếng ồn trong phòng Có thêm một bệnh nhân Được quản giáo đưa vào Anh tỉnh giấc quay ra hỏi một người phạm nhân cũng ốm như anh, đang ngồi đọc báo ngay cạnh bên giường. Này ông gì ơi, cho tôi hỏi, có phải nãy có một người con gái mặc áo phạm nhân đi vào đây không? Anh kia trả lời rằng, ông bị mơ ngủ à, tôi thức từ sáng tới giờ làm gì có ai? Với cả nếu có người con gái vào thì phải có quản giáo đi cùng chứ. Ông quên đây là trạm xá dành cho phạm nhân nam à? Con gái, vào được đây thì có mà loạn. Anh đề liền đổ mồ hôi hột Chả nhẽ mình đang mơ ngủ sao Không thể nào Nếu mơ ngủ không thể nghe và nhìn được chính xác mặt cô gái đến vậy Anh chép miệng một cái tự nhủ Ôi dào Mình sắp chết đến nơi rồi Dù cô ta là người hay ma quỷ Thánh thần gì đi nữa Mình cũng chẳng quan tâm Trước sau gì cũng về với đất cả thôi Qua vài ngày sau Anh Đê đã khỏi hẳn cơn sốt anh được đưa trở lại phòng tạm giam nhưng sức khỏe anh thì càng ngày càng tệ vì từ ngày ở trạm xá về buồng giam một mình anh không muốn ăn uống gì anh biết chỉ còn hai ngày nữa mình sẽ bị rời ra thế giới này mãi mãi đêm thứ nhất anh nằm trong buồng anh cứ ngồi khóc khi nghĩ đến gia đình nghĩ đến người bị hại chỉ vì chút nóng giận anh đã nhẫn tâm đâm một mũi dao xuyên thủng lồng ngực khiến người đó chết tại chỗ anh ân hận không biết phải làm sao để có thể mong linh hồn gia đình người đó tha thứ rồi suy nghĩ mãi khiến anh mệt mỏi anh ngủ lúc nào không hay sang ngày thứ hai là ngày cuối cùng anh sống trên cõi đời vì anh biết mai mình sẽ bị bịt mắt đưa ra pháp trường tuy rằng không bị súng bắn như ngày xưa nhưng nó lại là một liều thuốc tiêm ba lần cho dây thần kinh con người tê liệt rồi từ từ chết hôm đó có mấy chú quản giáo nhìn cũng nhiều tuổi rồi quản giáo ở đây gọi là công an trong trại giam ấy dù người công an đó ít tuổi hơn mình vẫn phải gọi người ta là quản giáo mình sợ có nhiều bạn không hiểu cách gọi rồi quản giáo bước đến buồng tách ly phạm nhân tử tội như anh mang vào một mâm xôi gà giò chả chai rượu bao thuốc ấm chè nữa đây là ân xá cuối cùng cho một người tử tội, được ăn uống đầy đủ, giống như một người bình thường ngoài xã hội. Để rồi ngày mai anh ta nhận hình phạt thích đáng, cao nhất từ pháp luật. Nhìn vào mâm cỗ bầy trước mặt, anh đê không cầm được nước mắt. Khóe mắt anh cay dần, bỗng anh khóc như một đứa con nít, gào lên bố ơi mẹ ơi con sắp đi rồi. Con xin lỗi vì đã không phụng dưỡng được bố mẹ, con đáng chết. Suốt từ sáng đến chiều tối anh vẫn không ăn uống gì Anh chỉ cầm chai rượu tu lấy vải hơi Lại châm điếu thuốc Thở khói lên không trung Anh ngồi ôm đầu Và rồi lại khóc Anh cứ thế ngồi khóc mãi Đến khi anh ngủ thiếp lúc nào không hay biết Trong giấc chiêm bao Anh thấy một người con gái hôm trước Đẩy nhẹ cửa buồng Tiến đến bên anh hốt hoảng mà nói Không ổn rồi anh ơi Anh đi ngay theo em người ta sắp đưa anh đi xử tử rồi đấy anh đê mặt tái mét bỗng run run nói rằng sao em biết anh sắp bị đi xử tử cô gái đáp rằng em thấy người ta dán cáo thị với căng mặt làm lễ xử có tên anh ở đó lúc này anh đê như người mất hồn mặt cắt không còn giọt máu tay anh ủ đi bỗng cô gái véo nhẹ tay anh và nói rằng không còn điều thời gian đâu nếu anh tin tưởng em sẽ dẫn anh ra khỏi đây chúng mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai ta anh đồng ý không anh đê chợt bừng tỉnh và nói thế giờ anh phải làm như thế nào cô gái tên hường nói rằng anh cứ nắm tay em nhắm mắt lại em sẽ đưa anh ra khỏi đây anh đồng ý chứ anh ấy khẽ gật đầu nhắm mắt lại bỗng sẹt một tiếng cảm thấy như người miếng lơ lửng gió đang thổi vào mặt anh hỏi nhỏ rằng hương ơi anh mở mắt được chưa hương khẽ nói nhẹ giọng anh mở mắt ra đi anh khẽ mở từ từ mắt anh bỗng giật mình vì cảnh tưởng anh tưởng chừng không bao giờ có thể thấy nó anh và hương đang ngồi trên chiếc xe đạp từ bao giờ đang đi băng qua các dãy núi và đồng ruộng hương khẽ mỉm cười quay đầu nói rằng chúng ta đã thoát khỏi nơi giam giữ đó rồi từ giờ anh sẽ được tự do anh khẽ ôm vòng eo hát rụi vào lưng và nghĩ Không biết đây là mơ hay thật Nhưng mà kệ Thoát được kiếp ngục tù là anh vui rồi Chỉ trong phút chốc Hát đã đưa anh đến một ngôi nhà nhỏ Nằm giữa đồng và nói rằng Từ giờ em và anh sẽ là vợ chồng Anh có đồng ý không Đây là nhà của hai ta Ánh mắt anh toát lên vẻ dịu hiền Nhìn hát và nói Em đã cứu anh Ở này cả đời anh trả không hết anh nguyện ở đây chung sống với em suốt đời Hát khẽ nhìn anh trìu mến nói rằng Vậy chúng mình cưới nhau luôn bây giờ anh nhé Anh gật đầu đồng ý Từ lúc nào Hương đã đưa tay và tay anh Hai đôi nhẫn cỏ rồi nói Vật chất em chả có gì Nhưng có hai cái nhẫn cỏ Anh cứ xem như là nhẫn cưới của ta Anh khẽ ôm hát vào lòng Hôn lên chán và nói Không sao em à chỉ cần được bên cạnh em suốt đời là anh vui rồi Anh liền đeo cho hát một chiếc nhẫn Cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô Và hát cũng trao nhẫn cho anh Từ đó trở đi anh với hát chung sống hạnh phúc bên nhau Được một thời gian dài Rồi cái gì đến cũng đến Ít tháng sau Hát sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh Anh liệt đặt tên cho con Là Nguyễn VK Nhưng có điều lạ lùng ở đây từ khi cưới đến giờ. Cô cấm anh không được đi xuống khu dân cư đang sinh sống gần đây. Vì lý do, người nhà em hung dữ. Em đã bỏ nhà cứu anh, lấy anh. Nếu bố mẹ em biết, họ giết em và anh mất. Nhưng kỳ lạ hơn, cô chỉ xuất hiện vào lúc 8 giờ tối. Đi đâu mất, từ 5 giờ sáng. Khoảng thời gian qua, anh cố gắng gặng hỏi. Thì Hương chỉ nói, gần đây nhà bạn em, bạn em làm thợ may, nhưng giờ giàu có Nên dây giường thuê người lúc quả trứng đang xoay Rớt bịch xuống đất vỡ tan Ông thờ mới ngồi thụp xuống đất toát mồ hôi nhễ nhại Ông thều thào nói là cuối cùng cũng vượt qua Mọi người trong nhà ai đấy ngạc nhiên Chưa hiểu là ông thực hiện cái lễ gì Trong xóm mình thì chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như vậy cả Thế là ông mới giải thích Như thường lệ nhà nào sắp có người mất Thì sẽ xuất hiện hai tay sai của Diêm Vương Là hắc bạch với vô thường đến đi bắt hồn cho nên mới cần con chó để báo hiệu xem khi nào chúng xuất hiện để chuẩn bị. Mâm cơm ấy là dùng để nhử chúng đến ăn, nhằm kéo dài thời gian. Vì đã được dán bùa ở cửa nhà, cho nên hồn bà mình chưa thoát ra được. Mà lá bùa cũng không cầm cự được lâu, quả trứng là báo hiệu lúc hai tên tay sai kia vào bắt hồn. Ai không tin thì cứ đến kiểm tra mâm cơm xem có gì khác không. Phía trong nhà, một số người lại thay quần áo tắm rửa cho bà vài người hiếu kỳ thì đến mâm cơm xem có gì thay đổi thật không thế là anh ép mới thốt lên ơ sao lại thế này được nhở cơm với lại thức ăn thiêu hết cả rồi vừa mới làm xong nóng hổi thế kia mà ông thờ đứng trong nhà nói vọng ra đấy tôi bảo mà hai tên kia đã ăn hết hồn thức ăn rồi cho nên thiêu là phải thôi công nhận lần đầu tiên chứng kiến cách làm lễ ma quái cho nên không ít người run sợ Hôm sau chôn cất bà xong cả nhà về làm lễ Trong 49 ngày luôn phải làm cơm cho người mới mất Cả nhà đàn đứng trước bàn thờ của bà mời bà về ăn cơm Thì cậu mình lúc với cậu chống gậy đứng trước bàn thờ bỗng kêu lên Cái gì thế này? Tay cậu lúc ấy rung mạnh lắm Không phải là tay rung mà là do tác động của chiếc gậy cậu cầm trên tay Khiến cho cậu sợ quá cậu buông ra Chiếc gậy rung một hồi cứ lắc lư hai bên đoạn nhấc lên rồi lại gõ kịch xuống nền nhà cứ mấy cái liên hồi như thế Ông thờ ngoài sân thấy thế chạy vào Một tay ông chụp đầu cây gậy ấn xuống Lúc này cây gậy bỗng dần dần cong veo Như có ai đang bẻ vào ấy Cho nên là Mình không tin có sự tác động của ông thờ lên chiếc gậy Ông thờ mới chỉ vào cây gậy Em có điều gì ẩn khuất hay thiếu thốn Cứ báo mộng về cho mọi người biết Đừng làm thế con cháu nó sợ Mà vừa dứt lời cây gậy nó ngưng hoàn toàn Ông thờ bỏ tay ra Cây gậy rơi xuống nền nhà Mình đoán chắc chắn lúc đấy Hồn bà nhập vào cây gậy này Thế là y như rằng tối hôm ấy Mẹ mình mơ thấy bà về trách Sao không cất cái gương treo trước cửa nhà Gương bắt quái Để thỉnh thoảng bà về thăm con cháu trong non nhà cửa Để ở đấy có người đứng trước cửa Cầm giáo đuổi bà Không cho bà đi vào nhà Bà mới nhập hồn vào cây gậy theo cậu Thì mới được vào trong nhà Thế là sáng hôm sau mẹ ra báo với cậu Cậu cũng nói là mơ giống hệt mẹ Rồi cậu cầm gương cất đi luôn Chắc là bà mới mất Nên vẫn lưu luyến con cháu cho nên chưa đi được Từ đấy thằng cu em mình Tức là con ông cậu của mình Thấy có con chim lạ bay trước nhà Nó bác súng cao su ra bắn Nó đuổi đi Đêm đấy đang ngủ bỗng cậu mới nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài Lúc ấy hơn 12 giờ đêm Lọ mọ dậy xem Thì tá hỏa khi thấy có người đang quỷ trước bàn thờ Tay cứ vả vào miệng liên tục Bật đèn lên phát hiện ra là con trai cậu Lúc này mặt mũi của em mình thâm tím Máu mồm thì chảy đầy Sốt sắng cậu mới chạy ra can ngăn mãi cũng không được Nó cứ lăm lăm nhìn lên ảnh bà mình Miệng lẩm bẩm là con sai rồi Lặp đi lặp lại mãi Cậu mới gọi cho mẹ mình với dì xuống nhà gấp Mình cũng theo xuống đến nơi Thấy cậu mợ đang khóc lóc Chưa kịp hiểu chuyện gì Thằng cô em mới thấy mẹ mình vào Thì chạy ra ôm rồi khóc rằng Mẹ nhớ con nhớ cháu về thăm Mà chúng nó lấy súng đuổi mẹ đi Lúc này cậu mới vỡ lẽ Thì ra bà hiện hồn và con chim bay về nhà Rồi cậu mới đến thắp hương cho bà rồi khấn Mẹ cũng lại khấn Rồi xin bà tha cho thằng cu em Được một lúc nó tỉnh lại Mồm cứ kêu đau Rồi kể đang ngủ thì mơ thấy có người đứng bên cạnh Cứ lấy tay tát vào miệng Mà không sao né được cứ đứng im chịu đòn Cậu mới gọi nó lại rồi giải thích Nghe xong cu cậu sợ vãi đái cả ra quần rồi đến bàn thờ xin lỗi bà dối rít. Thế một tuần thì cậu lên chùa Làm lễ cắt trùng tang cho cả nhà Dù là ông thờ đã làm lễ Nhưng để an tâm thì vẫn phải lên chùa cắt trùng tang Có từ lúc đấy đến 49 ngày Xảy ra chuyện gì nữa Để qua cái tháng này mình kể cho mọi người nghe Các bạn thân mến Những câu chuyện tâm linh của tác giả Tuấn Điên ngày hôm nay cũng đã kết thúc Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Các bạn thính giả đang nghe chuyện Giấc mơ người tử tù trên kênh chuyện ma có thật .net tác giả Mr Mouse mời các bạn lắng nghe. Đây là lần đầu tiên mình viết một câu chuyện do chính một người anh ngày xưa ở cùng mình kể lại. Sau một thời gian phân vân, có nên viết chuyện lên đây cho mọi người cùng thưởng thức hay không? Mình đã lấy đủ can đảm để viết câu chuyện này. Mùa đông năm 2013 tình cờ trong trại giam ở quận hai bà trưng hà nội mình quen được anh vì tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩ nên hai anh em dù không quen biết nhưng đều có chung một tội là gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích mình bị tòa xử đi hai năm còn anh là sáu năm rưỡi giờ không biết anh đã về chưa nhưng cái phòng tạm giam hôm đó anh tên quân còn mình tên linh trong buổi tối hôm đó anh nói với mình là ngày mai anh em mình lên xe thùng chuyển trại rồi không biết bao giờ mới được về với xã hội dù biết đi vài năm chỉ như một giấc ngủ trưa ngắn ngủi và rồi hôm đó anh đã tâm sự với mình một câu chuyện mà trước đó anh đã từng đi trại một lần và đọc bức thư cuối cùng của một người tử tù viết lại cho cả trại người tử tù có tên sau đây đã bị tử hình và để lại bức thư ngắn kinh dị. Anh ấy tên là D, quê ở Hải Phòng nhưng gây án ở Hà Nội. Anh bị tòa kết án tội giết người cướp tài sản. Tuyên phạt anh mức án cao nhất là tử hình. Vì câu chuyện cách đây 3 năm, trải qua bao biến cố cuộc đời nên em mình không nhớ rõ, chỉ kể qua loa cho mọi người xem xét. Sau một thời gian dài, anh D bị tạm giam, cách ly riêng biệt với tù nhân khác chỉ đợi vài hôm nữa, anh sẽ bị đưa ra phòng tiêm thuốc độc. Hôm đầu tiên của ngày hạn, sắp tử hình, anh khóc nhiều lắm. Xin các cán bộ cho viết thư gọi điện về nhà và xin lỗi bố mẹ. Anh khóc nhiều đến nỗi, cán bộ phải cho anh lên trạm xá của trại để nghỉ dưỡng vì anh sốt nặng do suy nhược cơ thể. Từ ngày vào đây, anh có thiết tha ăn uống gì. Chiều hôm đó, trong giấc mơ chập chờn, anh mơ thấy một người con gái xinh xắn nhưng lại mặc áo phạm nhân giống như anh đi đến bên hỏi anh anh là ai mà tại sao lại nằm trên giường bệnh của em anh ấy luống cuống trả lời xin lỗi tôi có biết gì đâu quản giáo đưa tôi đến đây trước cô cô gái không nói chỉ nhìn anh một lúc rồi nói tiếp rằng chắc anh ốm nặng lắm phải không anh có uống nước không em đi lấy cho anh anh đề chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu nói rằng Tôi sắp đến ngày hết đời người rồi Không muốn